Một đô la cũng có thể cứu sống một mạng người nếu tình người đủ ấm áp. Bonnie là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được chú Rup nuôi dưỡng từ nhỏ đến giờ. Chú Rup là một công nhân xây dựng, nhưng trong một ngày không may, chú bị ngã từ trên cao xuống và bị hôn mê bất tỉnh. Tình trạng của chú Rup khiến bác sĩ rất lo ngại, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Các bác sĩ nói với Bonnie rằng chỉ có Thượng Đế mới cứu được chú. Nhưng cậu bé lại không thể hiểu được ý của bác sĩ. Cậu chỉ hiểu một cách rất đơn giản và cậu quyết tâm tìm mua bằng được Thượng Đế với chỉ một đô la mà cậu nhặt được. Cầm tờ một đô la, cậu bé vào một cửa hàng bên đường hỏi: "Xin hỏi, ở đây bác có bán Thượng Đế không ạ?" Người chủ cửa hàng nhìn cậu, không nói gì, sau đó đuổi cậu ra khỏi cửa hàng. Cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đến khi trời đã tối đen. May thay, khi đến cửa hàng thứ 49, cậu được người bán hàng tiếp đón nhiệt tình. Ông chủ cửa hàng thứ 49 mà cậu bé vào hỏi là một lão khoảng ngoài 70 tuổi, tóc đã bạc, vẻ mặt hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: "Này cháu, hãy nói cho ông biết cháu mua Thượng Đế để làm gì vậy?" Cậu khẽ khóc rồi nói với ông lão rằng: "Cháu muốn mua Thượng Đế để cứu chú Rup. Chú bị ngã từ trên cao xuống và bị hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng chỉ có Thượng Đế mới cứu được chú của cháu mà thôi. Cháu biết rằng Thượng Đế chắc phải là một thứ vô cùng kỳ diệu, nên cháu muốn mua về để cho chú của cháu ăn. Như thế chú mới nhanh khỏi bệnh được ạ." Ông lão đỏ hoe mắt hỏi: "Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?" Cậu bé nhanh nhậu đáp: "Cháu có một đô la ạ." Ông lão vội nói: "Ôi thật may quá, giá của Thượng Đế đúng bằng một đô la đấy cháu ạ." Nói xong, ông đi vào ngăn kéo và lấy một chai đồ uống có nhãn hiệu Nụ Hôn của Thượng Đế và đưa cho Bonnie. Ông nói: "Cầm lấy đi cháu, chú của cháu uống hết chai này là sẽ khỏi bệnh rồi." Bonnie vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước vào ngực rồi lập tức trở về bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, cậu vui vẻ nói to: "Chú ơi, cháu đã đem Thượng Đế đến rồi đây, chú sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." Mấy ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học có trình độ cao nhất đã đến bệnh viện tiến hành hội chẩn cho chú Rup của cậu bé Bonnie. Họ sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để chữa bệnh. Và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra, chú Rup của cậu bé đã hoàn toàn bình phục. Khi chú của Bonnie ra viện, nhìn số tiền viện phí quá lớn được ghi trên hóa đơn, anh đã suýt ngất xỉu. Thế nhưng, phía bệnh viện đã nói với chú của Bonnie rằng mấy hôm trước có một ông lão đã đến thanh toán hết tiền viện phí cho anh rồi. Lão ấy là một tỷ phú giàu có. Trước đây, ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia, nhưng bây giờ đã về nghỉ ngơi và ẩn cư bằng cách mở một cửa hàng tạp hóa bán qua ngày. Nhóm chuyên gia y học kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để mời đến đây. Anh Rup sau khi nghe xong lại cảm kích vô cùng, lập tức cùng cháu trai của mình đến tạ ơn ông lão kia. Khi họ đến nơi, mới biết được ông lão đã đóng cửa tiệm tạp hóa và đi du lịch nước ngoài. Sau này, anh Rup đã nhận được một lá thư do ông lão kia gửi đến. Trong thư ông viết: "Anh bạn trẻ, anh có người cháu trai Bonnie, thật sự là quá may mắn đấy. Vì cứu anh, cậu bé đã cầm một đô la đi khắp nơi để mua Thượng Đế. Hãy cảm tạ Thượng Đế, là Thượng Đế đã cứu tính mạng của anh." Đừng dại nói những câu này khi đi hẹn hò, nếu không bạn sẽ ế trọn đời. Bạn có thể mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị trang phục nhằm gây ấn tượng cho đối phương trong ngày hẹn hò. Nhưng nếu bạn nói những câu sau đây, bạn sẽ tự đổ sông đổ bể công sức của mình. "Chúng mình sẽ sinh hai đứa con nhé." Xin hãy nhớ rằng, bạn mới chỉ đang trong buổi hẹn hò đầu tiên. Bạn chỉ nên nói những điều phù hợp giữa hai người đang tìm hiểu nhau. Đừng vội vàng đề cập đến chuyện này. Câu nói này sẽ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi
vì bạn đẩy nhanh tốc độ đến chóng mặt và có thể sẽ chẳng có lần hẹn hò thứ hai. Anh đã từng ngủ với ai trước đây chưa? Đây là một câu hỏi tồi tệ trong cuộc hẹn hò đầu tiên. Nó không chỉ là sự tọc mặt về quá khứ, mà còn biến bạn thành người ích kỷ, quá xăm soi đời tư. Mặc dù ai cũng muốn bắt đầu mối quan hệ với một người ít có quá khứ, nhưng mới hẹn hò không phải là lúc để bạn hỏi những câu quá riêng tư như vậy. Anh nói cứ như mẹ em vậy. Bạn có thể nghĩ câu nói của mình chỉ đơn giản như một lời khen, như cách mà bạn ngưỡng mộ họ. Nhưng ở phía người nghe, họ cảm thấy ngại ngùng khi được ví với người già, cách mình cả một thế hệ. Anh có bao giờ nghĩ tới việc giảm cân không? Bất cứ một bình luận thẳng thắn nào về ngoại hình của người bạn đang hẹn hò cũng là một sai lầm. Có thể bạn thấy anh ấy hơi mập một chút, nhưng lời góp ý sẽ tốt hơn khi mà hai bạn đã yêu nhau lâu rồi. Còn trong buổi hẹn hò đầu tiên, câu nhận xét lời gợi ý này có thể khiến đối phương vừa ngại vừa tức giận vì sự thô lỗ của bạn. Người yêu cũ của em thường nói, hãy để người cũ của bạn nằm yên trong quá khứ. Đừng lôi người cũ vào cuộc hẹn hò đầu tiên của bạn. Không bao giờ được phép so sánh hay nhắc đến người yêu cũ khi bạn đang có ý định bắt đầu một mối quan hệ với người mới. Điều này sẽ khiến đối phương thấy rằng bạn chưa thực sự sẵn sàng. Họ sẽ không muốn yêu một người còn chưa quên được quá khứ. Em có rất nhiều tiền, không có tiền. Tiền là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm. Đừng khoe khoang sự giàu có, cũng đừng kể lể việc thiếu thốn của mình trong ngày hẹn hò đầu tiên. Tiền không phải là chủ đề thú vị để nói khi hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Hãy loại ngay vấn đề này nếu bạn không muốn đối phương chán ngán. Anh trông như thế này mà đến giờ còn độc thân thì cũng lạ nhỉ. Khi nói, bạn thậm chí còn đang nghĩ đây là một lời khen để đánh giá cao anh ấy. Nhưng đối phương sẽ tiếp nhận nó với một sự ngượng ngùng và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nó giống như cách bạn đang xoáy sâu vào sự ế ẩm của anh ấy vậy. Và cuối cùng, em muốn nói cho anh một bí mật. Chân thành là điều tốt, nhưng xin hãy giữ những bí mật cho tới khi hai bạn thực sự nhận ra mình là tình yêu đích thực của nhau. Khi mới quen sẽ là không thích hợp để nói ra những điều bí mật. Mùa thu ăn gì để giải độc? Dấu hiệu cơ thể cần giải độc. Giảm sức đề kháng rõ rệt là dấu hiệu cần thải độc cơ thể đầu tiên. Nguyên nhân có thể do các độc tố tích tụ quá nhiều trong cơ thể trong quá trình ăn uống sinh hoạt ở môi trường bị ô nhiễm các hóa chất độc hại. Dấu hiệu miệng bị hôi do vi khuẩn, mảnh vụn thức ăn bám trong miệng, vệ sinh răng miệng kém, cặn bã vi khuẩn nóng ở nếp gấp đường ruột, khoang miệng gây nên, xong lại không dùng miếng kẹo lưỡi để tống bớt vi khuẩn và nấm men bám trên lưỡi. Cần uống nhiều nước, dùng thảo mộc như rau mùi tây, thì là, đinh hương để khử các mùi hôi ở trong miệng. Phản ứng mạnh với mùi cũng là dấu hiệu khi cơ thể quá tải chất độc sẽ làm mũi phản ứng mạnh với mùi nước hoa, khói, có cảm giác đau đầu, buồn nôn. Với các bác sĩ đông y thì đó là do hoạt động chống độc của gan để loại bỏ các độc tố không hiệu quả. Trường hợp này, hãy dùng trà thảo mộc để ngăn sự xâm nhập của chất độc và phục hồi chức năng gan. Táo bón cũng là dấu hiệu, lúc này càng cần uống nhiều nước. Trà thảo dược giải độc thì càng tốt, ăn nhiều rau xanh, chuối, tập thể dục để thải độc cơ thể. Luyện tập hàng ngày, đại tiện đều và các loại độc tố không hấp thu lại vào máu, ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Rau củ quả giải độc. Có thể sử dụng rau quả thải độc cơ thể vào mùa thu đông. Cụ thể, hàng ngày có thể thải độc cơ thể bằng cách ăn uống lành mạnh, ăn nhiều thực phẩm có khả năng giải độc. Nước chanh, cam rất tốt để trừ độc tố trong cơ thể. Một ly nước chanh, nước cam buổi sáng sẽ giúp làm sạch và kiềm hóa cơ thể và là đồ uống giải độc mạnh nhất. Uống nước kiềm tính nhằm chống lại các gốc tự do và trung hòa axit.
Thời điểm mùa thu sang đông, có rất nhiều rau củ quả có tác dụng thải độc cơ thể hữu hiệu như táo, chanh, củ cải, cần tây, hành tây, tỏi, gừng, cà rốt, vân vân. Đặc biệt, dịp này có những thực phẩm vừa ngon vừa giải độc siêu hiệu quả vì giàu dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe, giảm cân, làm sạch cơ thể. Cụ thể như quả lựu giàu vitamin chống ung thư rất tốt. Hạt lựu thải độc cơ thể còn giúp giảm cholesterol và nguy cơ đột quỵ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Hay táo giàu chất xơ có thể hút huyết độc tố ra khỏi ruột. Trong táo có chất axit glucaric, đào thải được cả hóa chất và chất phụ gia thực phẩm. Dùng củ cải đường phong phú các chất chống oxy hóa, chống viêm, giàu folate, kali, chất xơ, hỗ trợ giải độc cơ thể. Nên ăn sống vì nấu chín những chất sẽ bị mất. Một vài loại rau củ quả quen thuộc dễ kiếm như khoai lang rất giàu vitamin A, các chất chống oxy hóa, kháng viêm nên giải độc rất tốt, còn giúp giảm cân. Đặc biệt, rau lang còn ngăn ngừa táo bón. Gừng xoa dịu hệ thống tiêu hóa, giàu các chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải độc qua bài tiết. Măng tây, hành tây, cà rốt tiêu độc rất tốt. Rau cải cúc giàu vitamin A, tốt cho gan và giúp cơ thể tiêu độc. Quả nho có chất axit tannic citric chống oxy hóa mạnh, ngừa hình thành vết thâm nám, bảo vệ thị lực. Vài mẹo giải độc hàng ngày có hiệu quả như ăn nhiều chất xơ như gạo lứt, hoa quả, rau xanh các loại, đặc biệt là củ cải, artiso, súp lơ xanh, tảo xoắn, tảo biển, có tác dụng loại bỏ độc tố rất tốt. Đặc biệt là táo xanh có thể khử độc tự nhiên. Uống 2 lít nước một ngày. Uống vitamin C giúp cơ thể sản sinh ra chất loại bỏ độc tố. Tắm hơi giúp cơ thể loại bỏ chất độc qua mồ hôi. Thường xuyên massage lành mạnh, tập thể dục, yoga, khí công 1 giờ một ngày, rất tốt để loại bỏ độc tố, cải thiện lưu thông máu.